Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Giếng Làng của tác giả Phi Khanh Đào trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Đến nhà bà Bể, vị khách nọ liền cất giọng hỏi: "Có ai ở nhà không?" Cửa mở nhưng không thấy ai trả lời. Vị khách hỏi lại một lần nữa. Bất thình lình, con chó mực nằm trong gốc vài sổ ra, nhà nành định táp vào chân của gã. Nhưng may cho gã là con chó bị xích cổ vào gốc vài, cho nên mõm của nó còn cách bắp chân của gã vài phân. Con chó bị sợi xích kéo ngược lại đằng sau. Biết là không thể cắn được vị khách không mời, con chó chỉ còn biết sủa lên inh ỏi. Một lát sau, nghe tiếng chó sủa, bà Bể từ trong nhà đi ra rồi quát: "Mực, thôi nào!" Thế chủ của mình, con chó liền vẫy đuôi rên lên ư ử rồi lặng lẽ quay trở về ổ của mình, mặt vẫn không quên theo dõi vị khách lạ. "Chào chị Bể, nhà mình có con chó khôn quá nhỉ." Sau một hồi quan sát vị khách lạ từ đầu đến chân, bà Bể liền đáp: "Chào ông, ông đây làm..." "Chả giấu gì chị, tôi là một thầy pháp họ Bao tên là Xạ. Cứ gọi tôi là Bao Xạ. Đi ngang qua làng này thấy nhà chị âm khí nổi lên ngút trời, lại liên tiếp bị mất người, cho nên tôi đoán nhà chị có người chết phản phải giờ trùng. Rất may cho nhà chị là tôi vô tình đi ngang qua đây, xem như là chúng ta có duyên gặp gỡ, và phúc khí của nhà chị vẫn còn nên mới gặp được tôi." Vốn là một người tín tâm, hơn nữa gia đình lại đang gặp biến cố lớn, cho nên khi nghe thấy như vậy thì bà Bể lúc này lập tức mời người khách lạ vào trong nhà không một chút nghi ngờ. "Mời thầy vào trong nhà. Chả trách lúc đầu thầy ăn mặc như vậy nên con nhìn phải thật kỹ. Thầy xem cúp qua gia đình của con khổ lắm rồi thầy." Vừa bước chân vào bên trong nhà, thầy Bao Xạ nhìn ngó chung quanh rồi bất chợt phán: "Tôi xem qua phong thủy nhà chị thấy cũng bình thường, không bị phạm hay có cái chỗ nào ảnh hưởng xấu cả. Nguyên nhân chính khiến cho nhà chị gặp phải biến cố lớn và liên tiếp mất người do chồng của chị chết phạm phải giờ trùng. Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải thì số người chết không chỉ dừng lại ở con số 2 đâu." Nói đoạn, thầy Bao Xạ lấy ra hai lá bùa rồi dán lên hai bức ảnh thờ của ông Bể và thằng Ba, rồi giải thích với bà: "Đây là hai lá bùa để tìm người chết thị phạm vào giờ trùng. Chỉ cần dán nó lên bát hương hoặc khung ảnh thờ của người mới chết trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng. Nếu lá bùa mà chuyển sang màu đen, chắc chắn người đó chết bị phạm giờ trùng, cần phải nhanh chóng hóa giải tai ương. Trong khi chờ đợi, chị hãy đưa tôi đi một vòng quanh vườn của nhà chị nhé." Thấy bà Bể nhìn mình như có ý dò hỏi, thầy Xạ liền giải thích: "Tôi muốn xem xung quanh vườn nhà ta có chỗ nào âm khí hay phong thủy chưa tốt, thì còn mách nước hoặc là khắc phục cho nhà chị thôi, đi nào." Chưa chờ cho bà Bể dẫn ra ngoài, thầy Xạ chủ động bước chân ra sân, đứng nhìn ngắm một lúc rồi bất chợt đi thẳng lại chỗ cây giếng. Chỗ này đang phát ra một luồng âm khí rất mạnh, cái giếng này nhà chị rõ ràng là có vấn đề. Bà Bể cất giọng trầm buồn: "Chả giấu gì thầy, cái giếng này chồng con bị ngã xuống và mới chết cách đây chưa lâu. Anh ấy ngã xuống chết mà mấy ngày sau nhà con mới phát hiện ra thầy ạ." Nói xong bà Bể lại sụt sùi nước mắt. Thầy Bao Xạ liền đáp: "Bảo sao mà khi vừa bước chân vào đây ta đã chú ý ngay đến cái giếng này. Nó bây giờ đã trở thành giếng độc rất nguy hiểm, nếu mọi người vẫn dùng nó để lấy nước sinh hoạt hàng ngày, nó sẽ làm cho con người nhà chị ngày ốm yếu, sức khỏe suy kiệt vì mất dần dương khí, cho nên phải tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt. Chuyện này không thể chậm trễ được đâu." Bà Bể liền đáp: "Vậy thì xem như thế nào giúp nhà con, chứ con là người trần mắt thịt có biết gì đâu. Hôm nay may nhờ cô thầy đi qua xem giúp, chứ con đỗ ơn thầy nhiều lắm." Vừa nói xong thì bà Bể lại òa lên khóc lớn. Cũng phải thôi, ai ở trong hoàn cảnh của bà mới thấu hiểu được sự mất mát, nỗi đau mất đi người thân trong nhà. Nay sự việc lại chưa dừng lại ở đó. Theo như lời của thầy Bao Xạ thì gia đình của bà vẫn cần phải đối mặt với sự mất mát kia, có thể còn nguy hiểm đến cả tính mạng của những người còn lại trong gia đình.
Thế vậy thầy xã liền an ủi: nhà chị hãy bình tĩnh lại đi, có tôi đây nhà chị cứ yên tâm, giúp được gì tôi sẽ giúp hết sức của mình. Chị cho tôi hỏi là nhà mình còn có anh em gì không? Dạ chồng con chỉ có một người em thôi hả? Bố mẹ chồng con đều đã mất, bên nhà con thì chẳng có ai, vì con là con một thầy ạ. Nhưng sao thầy lại hỏi như vậy? Thầy Bao Sáng nghe vậy thì trong lòng đã mở cờ liền bảo: tôi hỏi như vậy là vì nếu nhà chị bị trùng tang thì rất có thể sẽ có thứ ảnh hưởng đến anh em ruột thịt của chồng chị, chứ không riêng gì người trong nhà của chị đâu. Bây giờ sự thể nó đã như vậy thì rồi phải tìm cách khắc phục thôi. Càng biết rõ ngọn nguồn thì càng dễ cho tôi xử lý, chị hiểu chứ? Thế cho nên là cứ có thông tin gì chị phải nói cho tôi biết ngay. Vừa nói thầy Bao Sáng vừa đi khắp quanh nhà, hầu như chỗ nào thì cũng ngó nghiêng. Bà Bể trong lòng thì thắc mắc lắm, thế nhưng không dám hỏi. Ra đến đằng sau nhà, thầy thấy thằng cả đang nhìn mình, trên tay cả đang cầm mấy cành củi thì liền hỏi: thằng nhóc này là... Dạ nó là con tôi, thằng cả đó thầy. Chào thầy đi con. Cả vẫn đứng ngây người nhìn thầy xạ, khiến cho bà Bể phải nhắc đến lần thứ hai nó mới ấp úng: dạ cháu chào thầy. Phải xưng con chứ sao lại xưng cháu. Nhưng mà thôi được rồi, không sao, con cứ nhặt củi đi, ta có việc của ta. Nói đoạn thầy xã lúc này quay sang bà Bể: nhà chị còn đứa nào không? Dạ thầy hỏi để làm gì, con chưa hiểu ý của thầy. Thầy xã nghe vậy thì liền gắt: cái nhà chị này hay nhỉ, thế chị có muốn cứu lấy con chị không, cứu lấy cái nhà này không? Tôi hỏi thì cứ việc trả lời, cứ hỏi lôi thôi, tôi không có giúp nữa đâu. Mặc kệ nhà chị tự đi mà liệu. Bà Bể sau một hồi bị dọa thì mặt biến sắc, tái xanh như tàu lá chuối non rồi lắp bắp trả lời: dạ con xin thầy lượng thứ, nhà con ngu dốt chưa hiểu chuyện gì, nên có gì mạo phạm thì bỏ qua cho nhà con. Con không có dám hỏi những câu như vậy nữa đâu. Thầy xã lúc này đưa tay lên gãi gãi cái cằm của mình rồi hắng giọng nói như là ban ơn: thôi được rồi, nề tình của nhà chị lần đầu với cả gia đình chị vừa gặp biến cố cho nên chắc vẫn còn u uất, sầu vương ở trong lòng, vì vậy ta bỏ qua cho nhà chị lần này. Ta thấy thằng cu này nhà chị nhìn nó thông minh sáng dạ đấy, cố mà nuôi nấng nó cho tốt, sau này sẽ nhờ được nó. Thầy già lúc này liền chỉ tay về phía thằng cả mà nói. Bà Bể khi được thầy nói bỏ qua thì mừng lắm, liên tục chắp tay cảm ơn thầy. Con đỡ ơn thầy, có gì mong thầy giúp đỡ nhà con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thôi được rồi, ta đã quan sát nãy giờ, ta thấy nhà chị con nuôi đầy đủ cả gia súc lẫn gia cầm. Thế câu hỏi của thầy xà chẳng liên quan gì đến lý do hôm nay thầy có mặt tại đây, nhưng bà Bể không dám thắc mắc. Dạ vâng ạ, nhà con nuôi có mấy con gà, hai con bò và cả lợn. Bò thì thằng hai nhà con nó đang đi thả, lợn với gà thì thầy cũng thấy rồi đấy. Mà nhắc đến thằng hai con mới nhớ câu hỏi vừa nãy của thầy. Nhà con vốn có 5 người, nhưng chồng con và thằng ba vừa mới mất cách đây chưa lâu. Nhà bây giờ chỉ còn lại ba mẹ con, là con và hai đứa nhỏ. Thôi được rồi, phong thủy của nhà chị chắc đã nắm rõ, bây giờ thì theo ta vào đây. Nên đoạn thầy sàn liền tiến bước chân vào trong sân, bà Bể lẽo đẽo theo sau. Vừa bước chân vào trong sân, con chó mực liền sủa lên inh ỏi. Bà Bể lại phải quát: mực ngoan nào, sao hôm nay mày lại như vậy? Bị chủ quát, con chó liền im lặng vẫy đuôi, mồm rên lên ư ử. Vừa bước chân vào cửa, thầy xà bỗng khựng lại, mồm lẩm bẩm: thôi xong rồi, biết ngay là sẽ như vậy, vậy là gay go rồi đấy. Dạ thầy nói vậy là sao à? Nãy tôi có qua nói cho chị rồi, chị còn nhớ chứ? Dạ từ nãy đến giờ thầy nói nhiều lắm, còn chưa rõ là thầy định nói đến khúc nào. Nãy tôi có nói với chị là có hai lá bùa này dùng để xác định người mất và giờ trùng có đúng không? Giờ chị hãy quan sát kỹ xem hai lá bùa này nó thế nào. Mặt mũi của bà Bể dần chuyển sang tái mét. Sau một hồi quan sát, mồm lắp bắp hỏi lại thầy xã: như vậy là chồng con chết phạm giờ trùng thật hả thầy? Đúng vậy, ta có nói nếu như lá bùa mà chuyển sang màu đen, chắc chắn người đó chết phạm vào giờ trùng.
Nay hai lá bùa này chỉ có lá dên trên ảnh của chồng chị là còn chuyển sang màu đen, còn lá dán trên di ảnh của con trai chị thì không hề biến sắc. Điều đó khẳng định chắc chắn chồng chị chết phạm giờ trùng, còn con trai của chị thì không. Nếu không nhanh chóng tìm cách hóa giải sẽ rất nguy hiểm cho những người còn sống trong gia đình của chị. Cả nhà của cậu em trai chồng chị cũng không ngoại lệ. Vừa giải thích, thầy xà còn không quên đính thêm những câu dọa nạt khiến cho gia chủ lo sợ. Lúc đó hắn càng dễ bề điều khiển. Thầy ơi, thầy giúp chúng con. Chúng con là người phàm không hiểu rõ những gì thầy vừa nói đâu. Nhưng mà có điều nhà con một lúc mất đi hai sinh mạng, thì con tin những gì thầy nói là thật. Con mong thầy hãy tìm cách giúp đỡ gia đình con. Con xin đổ ơn thầy. Vừa dứt lời, bà bề liền quỳ sụp xuống chân của thầy xà mà van vái. Đã đạt được mục đích của mình, thầy xà liền đỡ bà bề đứng dậy. Nhà chị đứng dậy đi, không cần phải làm như vậy. Ta đến đây mục đích cũng là để giúp nhà chị tìm cách hóa giải. Xưa nay ta làm việc cây chính là để tạo phước giúp đời. Nhưng giúp thì giúp, ta có cần phải có tí công. Bởi vì ta không thể hít không khí, uống nước lã để cầm hơi. Nhà chị hiểu ý của ta chứ? Dạ con hiểu. Xin thầy cho con biết tiền công con phải trả thế nào. Công không có nhiều lắm, chỉ 50.000 là được thôi. Bà bề há hốc miệng không tin vào cái giá mà thầy bao xả đưa ra, vì đó là một con số quá lớn so với mệnh giá thời bấy giờ. Một lúc sau bà bề mới hoàn hồn rồi lắp bắp. Cái gì hả? 50.000? Thầy xem giúp lại con. Trên 50.000 thì lớn quá. Có khi cả cái gia sản này cũng không đủ đâu thầy. Thầy xem lại giúp con với. Nói xong bà bề liền quỳ xuống chân của thầy xạ mà van xin. Đồ lừa đảo. Chị bé, chị đừng có tin hắn. Làm gì có thể nào kê mồm làm phước lại lấy cái giá cắt cổ như vậy. Như thế chả phải là đang dồn người ta vào thế bí. Nhìn ra ngoài cửa, bà bề và ông thầy kia thấy chú Biển và thằng Cả đứng ngoài hiên từ bao giờ. Thế ra thằng Cả thấy có điều gì đó bất thường cho nên nó chạy đi tìm chú Biển đến giúp. Tiến lại đỡ chị dâu đứng dậy, chú Biển để nói. Thầy bà cái kiểu gì, chỉ tổ làm cho gia đình của người ta thêm lo. Rồi chỉ mới nghe được một phần của câu chuyện, nhưng mà tôi đang hiểu được phần nào. Thôi mời thầy về cho. Ồ hay, cái nhà anh này hay nhỉ. Thế chị bé đây là gia chủ hay là anh là chủ mà anh đuổi đuổi tôi? Nhà chị bé đang gặp rắc rối lớn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Giờ mà tôi về lỡ xảy ra chuyện, anh có chịu trách nhiệm được không? Chẳng ai đem mạng người ra để mặc cả. Cái giá đó là tôi đã thương tình giảm cho một nửa rồi đấy. Thế thầy xà lớn giọng tỏ vẻ bực tức, bà bề liền van nài. Thầy bớt giận, thầy nói đúng. Mời thầy vào trong nhà uống nước để con khuyên bảo chú ấy. Cả, con vào rót nước mời thầy uống hộ mẹ. Nói đoạn bà bề liền kéo chú Biển ra góc sân thì thầm kể hết mọi chuyện. Từ lúc thầy xà đến đây, nghe xong chú Biển liền bảo. Em biết là chị bây giờ đang rất sợ. Sau những gì thầy kia nói, kể từ lúc anh bề mất rồi sau đó đến lượt thằng ba, em cũng sợ lắm. Em cũng nghĩ là khả năng nhà chị bị trùng tang. Nhưng mà sợ thì sợ, mình vẫn phải bình tĩnh suy xét xem sao đó chị. Mình đừng có hấp tấp hỏng việc. Mình cứ kéo dài thời gian khoảng 1-2 hôm để em đi điều tra tin tức về ông thầy này. Chồng ta vừa mới đến đây, mình đã biết gì đâu mà tin. 50.000 là số tiền lớn. Thời buổi người khôn của khó biết đâu mà lần. Thế chú Biển nói hợp tình hợp lý. Bà bể lúc này liền gật đầu. Chú nói cũng đúng. Thôi để chị vào nói khéo với ông thầy đó. Nói xong bà bể toan quay vào trong để nói chuyện với ông thầy, thì chú Biển kéo tay của bà bể lại. Nhưng mà chị biết phải nói với lão thế nào chưa? Cẩn thận kẻo hỏng việc đó chị. Chú cứ yên tâm, chị đã có ý của chị. Tiến vào bên trong nhìn nơi bàn uống nước, bà bể lúc này đon đà. Cần mời thầy uống nước. Thầy à, sau khi nghe con khuyên nhủ thì chú ấy cũng đồng ý để cho thầy làm lễ cắt trùng cho nhà con. Có điều là 50.000 là số tiền lớn, cho nên xin thầy cho nhà con khoảng 3 ngày chuẩn bị. Thầy cứ... Bà bể chưa kịp nói hết câu, thầy xà đang nhảy bổ vào mồm của bà rồi bảo. Thế bây giờ trong nhà của chị có đồng nào không? Nếu có ứng trước cho ta 15.000, ta sẽ làm lễ cho nhà chị ngay hôm nay. Số còn lại 3 ngày nữa lo đủ ta sẽ đến lấy. Dạ chẳng giấu gì thầy, nhà con liên tiếp gặp phải chuyện lớn, cho nên trong nhà không có lấy một đồng nào.
Xin thầy thư thả cho nhà con vài hôm, con tìm cách bắn mấy con gia súc gia cầm để lo công việc. Chưa giờ thực quả này con đang hết cách. Thôi được, công đành vậy. Nhưng mà nhớ việc này rất hệ trọng, càng để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng của mọi người trong nhà, nên càng lo sớm được càng tốt. Tôi lo là lo cho nhà chị thôi, chứ tôi thì thế nào cũng được. Địa chỉ của tôi ghi sẵn trong giấy tờ này, có gì chị đến tìm tôi theo địa chỉ này. Thôi tôi xin phép. Thầy già tay cầm đến mảnh giấy dằn mạnh xuống bàn rồi tiến lên, đứng cấp độ đi thẳng ra bên ngoài. Sẽ đến gốc vải, con chó mực một lần nữa sổ ra toan tắp chân của thầy xã. Nhưng cái xích quàng cổ nó lại kéo trở lại. Bất lực, con chó chỉ biết cầm cử nha nanh về phía ông thầy. Đang bực tức chưa sơ mút được gì mà bây giờ lại phải chờ con chó nha nanh đòi cắn mình. Thầy xã lúc này tức lắm liền chửi bầm: mẹ cái đồ chó cái. Trở lại nhà bà Bể, lúc này chỉ còn ba người đang tụ tập nói chuyện ở ngoài sân. Thằng cả im lặng bấy giờ mới lên tiếng: mẹ à, có thấy ông thầy này có điều gì lạ lắm. Người gì ăn mặc diêm rúa, móng tay thì đầy dài ngoằng gớm chết, ngón tay cái lại đeo nhẫn màu xanh, trên mặt lại dính cái nốt ruồi to tổ tràng đã gần mép, nhìn mà ghét thôi. Mới vào nhà người ta đã nhìn trước ngó sau, thì bùa gì mà mồm kêu lầm phúc. Nhưng mà thấy nhà người ta chưa có tiền, ông ấy lại nổi cáu, mất hết cả hình tượng. Còn nói nhỏ thôi, kẻo ông ấy nghe thấy. Em thấy thằng cả nó nói đúng đó, thầy gì mà cục xúc thế gớm vậy. Thế chị định thế nào với khoản 50.000 đó? Cái mông ngồi lên bậc thềm, bà Bể thở dài: chắc chỉ còn nước là bán cặp bò với đàn lợn đi thôi. Cặp bò thì chắc được khoảng 30.000, mấy con lợn với con gà được khoảng 7-8.000. Đây là chưa kể mình bán gấp cho người ta sẽ ép giá. Số còn lại tôi vẫn chưa biết làm thế nào cả. Rồi thì tiền ăn uống học hành của ngay đứa con nữa chứ. Em sẽ cho chị vay 20.000, số còn lại chị tự tính toán xem bán con nào giữ lại để gây giống. Nhưng mà chờ đến mai hãy gọi người đến. Chiều nay em sẽ đi điều tra thông tin về lão thầy kia, có gì em sẽ báo cho chị rồi chúng ta cùng liệu. Thế có gì chú giúp chị với các cháu. Anh Bể mất rồi, chị thì là đàn bà phận liệu yếu đạo tư, các cháu thì còn quá nhỏ, có gì chị còn biết trông cậy vào chú. Chị và các cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Nói xong bỗng bà Bể oà lên khóc vì xúc động. Chú Biển lúc này liền bảo: kể chị, chị đừng có khách sáo như vậy. Hoàn cảnh nhà mình đến người dưng còn muốn đứng ra giúp đỡ, huống chi là chị em trong nhà. Nay nhà mình đang gặp phải biến cố lớn như vậy, em làm sao có thể làm ngơ đứng nhìn được chứ. Với lại ông thầy kia cũng có nói rằng nếu không tìm cách hóa giải, nhà em cũng bị ảnh hưởng. Thế bây giờ em về nhà cơm nước, để chiều còn đi tìm hiểu thông tin về ông ấy. Mọi việc chờ em về rồi hãy quyết định. Vậy là như theo dự định, buổi chiều hôm ấy chú Biển đạp xe xuống làng Cả, xã Mông Lung, cổng huyện để mà tìm hiểu thông tin của ông thầy tên Bao Xả. Đã đi gần hết cả làng dò hỏi mà thông tin về thầy Bao Xả vẫn rất ít, hầu như không có, là bởi người ta bảo thầy Xả là người sống khép kín, hầu như không giao du với láng giềng. Cho đến cuối ngày, do đã đạp xe cả buổi chiều nên lúc này chú Biển đã cảm thấy đói và mệt. Chú liền ghé vào quán thịt chó duy nhất của làng Cả kiếm gì đó ăn trước khi đạp xe về nhà. Gọi bắt bún thịt chó xong, chú Biển ngồi đờ đẫn thất vọng vì chưa nắm được thông tin gì về thầy Xả. Bún của quý khách đây. Dạ, chúc quý khách ngon miệng. Nơi đoàn ông chủ quán đặt tô bún thơm phức nóng hổi nghi ngút khói bốc lên xuống mặt bàn. Sau giây phút đăm chiêu, chú Biển chợt nhớ ra điều gì liền hỏi chủ quán: cảm ơn ông chủ. À mà ông chủ này, ở đây có ai là thầy pháp có tên là Bao Xả không? Thầy Xả hả? Có đấy. Vừa chân nay ông còn ngồi ăn bún ở đây. Chắc là vừa mới đi đâu về nên ghé vào quán tôi ăn bún khá muộn. Ăn xong ông ấy về luôn chứ không có uống rượu như mọi khi. Tôi có hỏi thì ông ấy bảo là vì nghỉ ngơi, chờ mai sẽ có người nào đó đến tìm nhờ ông ấy cứu giúp cái gì đó. Nghe vậy chú Biển như mở cờ trong bụng đành hỏi tiếp: ông ấy biết trước sẽ có người tìm ông ấy để nhờ giúp đỡ hay sao à? Vâng đúng rồi, ông ấy biết trước là như thế. Mà đây không phải lần đầu, đây là lần thứ mấy rồi đấy. Chỉ có điều là người ấy đến tìm ông ta sớm hơn tôi tưởng, vì theo như lời ông ấy nói thì phải mai người ta mới tới tìm ông ấy. Ông nói sao à? Đã có người đến tìm ông ấy? Ồ hay. Thế người đó không phải là bác đây sao?
Bác không tìm ông ấy thì hỏi với ông ấy làm gì? Phát Linh cười để chứng ngượng rồi chú Biển nói tiếp. Vâng, chả giấu gì ông, tôi đang đi tìm thầy Xạ để nhờ giúp đỡ. Mà như lời của ông nói thì thầy Xạ có vẻ hay đến đây uống rượu thì phải. Đúng rồi bác, ông ấy là khách quen của quán chúng tôi. Thỉnh thoảng mỗi khi đi đâu xa về vài ngày là ông ấy lại ghé quán này uống rượu ăn thịt chó. Ông ấy bảo là ông ấy đi hành thiện giúp đời nên chẳng mấy khi ông ấy ở nhà. Cũng đúng thôi, bởi vì ông ấy sống có một mình không vợ không con, cho nên chẳng có vướng bận gì cả. Mà tôi thấy hình như là bác không phải là người ở xã này. Vâng ạ, tôi là người ở xã bên qua đây có chút việc. Sang đây rồi mới thấy làng ta toàn những hộ khá giả, thưa ông chủ nhỉ. Vâng, công may mà làng tôi nằm ở vị trí tốt, có con đường tỉnh lộ đi qua, nên các hộ đa phần cũng buôn bán được. Nhìn xuống bát bún của vị khách thấy vẫn còn nguyên, ông chủ quán vội nói tiếp. Ai chết, tôi vô ý quá, ta làm phiền bác từ nãy đến giờ, mời bác ăn đi kẻo đói. Ờ không 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 đâu bác chủ, chúng tôi mới là người hỏi về thầy Xạ, cảm ơn bác nhiều nhé. Không có gì đâu, mà bác Nga đã biết nhà thầy ấy chưa? Nếu chưa để bác ăn xong tôi dẫn bác đến, cũng không xa lắm đâu, cách đây chừng vài trăm mét thôi. Chợt nhớ ra là mình hôm nay đến đây chỉ là để điều tra thông tin về thầy Xạ, chú Biển liền trả lời. Cảm ơn ông chủ, nhưng mà thôi không dám làm phiền ông chủ thêm. Chỉ xin ông chủ chỉ giúp tôi địa chỉ nhà của thầy Xạ, tôi sẽ tự tìm đến. Chăm chú lắng nghe lời của ông chủ quán chỉ đường và ghi nhớ trong đầu. Ăn xong bắt bún đứng dậy thanh toán tiền và không quên cảm ơn ông chủ quán đã cung cấp cho mình thông tin. Chú Biển đạp xe theo sự chỉ dẫn của ông chủ quán tìm đến nhà thầy Xạ. Đứng ở cổng nhìn vào bên trong, đúng như lời của ông chủ quán nói, nhà thầy Xạ vẫn còn nhà tranh vách đất nằm lọt thỏm dưới những lùm cây tùm. Trời cũng đã tối, nhanh chân đạp xe trở về. Chú Biển không về qua nhà mình mà đến thẳng nhà chị dâu. Ba mẹ con của bà Bể đang ngồi ăn cơm trong nhà. Thế chú Biển đến thì bà Bể vội vàng đặt bát cơm xuống chạy vội ra. Chú về rồi đấy hả? Có tin tức gì về ông thầy đó không? Chú đi đường xa chắc cũng mệt rồi, vào trong nhà uống nước. Mà chú đã ăn uống gì chưa? Văn cùng luôn với chị và các cháu. Chị với các cháu cứ ăn uống tự nhiên. Trên đường về đây vì đói bụng em ăn rồi. Thế thì mời chú vào nhà uống nước. Nói đoạn bà Bể liền đi vào trong nhà, theo sau là chú Biển. Ngồi xuống ghế uống nước, chú Biển với tay cái quạt mo để trên bàn, vừa phe phẩy vừa bảo. Chị à, chị bắn được bò với mấy thứ chưa? Nếu mà chưa thì mai phải bắn nhanh đi chị ạ. À, hôm nay em đi tìm hiểu thông tin thì biết được ông thầy này có tiếng là giỏi đấy. Có thể tin tưởng được chị ạ. À, bắn đi kẻo vài hôm nữa ông ấy đi qua lại không có tiền kịp trả cho ông ấy. Giọt nước đưa cho chú Biển, bà Bể liền trả lời. Không phải chờ vài hôm nữa đâu chú, có khi ngay ngày mai chú lại xuống đó mời thầy về đây làm lễ cho chị đi. Chị nói hết câu thì bà Bể đã bật khóc, làm cho chú Biển hết sức bất ngờ. Ơ kìa chị, sao chị lại xúc động vậy hả? Chả lẽ lúc em đi xuống nhà thầy ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Cố gắng kiềm nén cảm xúc, bà Bể liền đáp. Chuyện này lúc mà nằm nghỉ trưa, chị lại mơ thấy ác mộng chú ạ. Mà không chỉ riêng gì chị đâu, cả hai đứa con của chị nó cũng gặp ác mộng nữa. Mà thật lạ lùng là bởi vì chúng cũng chỉ gặp ác mộng giống như chị thôi. Chị linh cảm là có chuyện chẳng lành gì chú. Chị bình tĩnh, chắc là do chị nghĩ quá nhiều cho nên nằm mộng mị thôi, chứ chả có vấn đề gì đâu. Hơn nữa chuyện nằm ngủ gặp ác mộng cũng là điều bình thường. Em đây thỉnh thoảng cũng ngủ mơ gặp ác mộng, có vấn đề gì đâu. Chị đừng lo lắng quá mà tổn hại đến sức khỏe. Không phải đâu chú, chị biết chú nói như vậy là để an ủi chị thôi. Chú nghĩ mà xem, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cả ba mẹ con chị đều nằm mơ thấy ác mộng. Lần trước khi anh Bể mất, chị cũng nằm mơ thấy anh ấy về báo mộng cho chị. Anh bảo là hãy cứu lấy thằng ba, nhưng mà chị không tin và cũng không biết làm như thế nào để cứu nó. Chị tin là sắp có chuyện chẳng lành để chuẩn bị giáng xuống cái nhà này. Nghe bà Bể nói xong thì chú Biển cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng chỉ biết thở dài ngao ngán. Chị đã nói vậy thì thôi được rồi, sớm mai em lại xuống nhà thầy Xạ. Thế nhưng mà vấn đề tiền nong thế nào? Chị sợ không có đủ tiền ông ấy lại không có làm lễ. Chú cứ yên tâm, trên này sau khi ngủ dậy chị lập tức gọi người đến bán cặp bò, đàn gà và đàn lợn rồi.
Chỉ có điều là mình bán gấp nên bị người ta ép giá. Chỉ bán chúng tổng cộng là 25.000, vay thêm 5.000 nữa, cộng với 20.000 của chú nói, chỉ sẽ vay nữa là đủ số tiền đó rồi. Thế còn tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng ngày thì sao? Cái lũ bất lương đổ con buôn mất dạy, chỉ trực chờ cơ hội là câu xe. Đúng là cho cắn áo rách mà. Nói xong, chú Biển liền cầm cốc nước làm một hơi hít sạch, như muốn nuốt cục tức vào trong bụng. Thế vậy bà Bể liền đáp: "Thôi chú hả, cũng coi như là của đi thay người. Cái vận hạn của mình nó thế, bây giờ có mắng chửi cũng chẳng giải quyết được gì, lại mang thêm cục tức vào người. Ăn uống hàng ngày thì mẹ con chỉ cố gắng, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nói chung là người nông dân mình bây giờ thì chả sợ chết đói đâu. Còn người là còn của mà. Sớm mai chú giúp chị đi một chuyến nha." Nói đoạn bà Bể đứng dậy mở tủ lấy 20.000 cho chú Biển. "Tiền đây, chú cầm lấy sáng mai đi đường có gì dùng đến. Sao chị lại đưa em nhiều thế? Đi đường thì cũng chỉ cần vài trăm đồng thôi mà. Mà vài trăm đồng thì em cũng có, không phải làm vậy đâu. Người trong nhà khách sáo làm gì? Hơn nữa nhớ đi đường mà làm rơi thì chết." Bà Bể ôn tồn đáp: "Chú cứ cầm lấy đi đường, ngộ nhớ đâu xe hỏng hoặc khát nước thì dùng đến. Điều quan trọng nhất là khiến cho chị lo. Chỉ sợ là thầy ấy gây khó dễ, cho nên chú cứ cầm số tiền này. Để nếu thầy ấy gây khó dễ thì cứ ứng trước, mời được thầy ấy càng sớm càng tốt." "Chị cứ cất số tiền này đi, sáng mai em sẽ mang theo số tiền em hứa cho chị vay. Nhất định em sẽ mời được thầy đến đây trong ngày mai. Bây giờ thì chị ăn nốt bữa cơm đi, em cũng phải về đây, vì nghỉ ngơi lấy sức mà còn đi sớm." Vừa đứng dậy vừa dúi vào tay bà Bể xấp tiền. Xong chú Biển ra về, bà Bể tiến ra đến tận cầm, chờ chú Biển đi khuất dạng bà mới trở vào trong nhà. Thập thềm nén nhang lên bàn thờ gia tiên và bắt nhang của chồng và con trai. Bà Bể cầu khấn cho ngày mai chú Biển đi đón được thầy thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng nhang cứ cắm lên lại tắt, khiến cho bà Bể đứng ngồi không yên. Xuống bếp dặn dò hai đứa con, bà Bể lấy nón điền sang nhà chú Biển. Thế vậy thằng cả liền chạy ra rồi hỏi: "Mẹ ơi, giờ này mẹ còn đi đâu ạ? Nếu cần để con đi cùng mẹ." Bà Bể dắt con vào trong nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc thắp nhang bị tắt đến ý định đi tìm chú Biển. Nghe xong cả liền bảo: "Con biết là bây giờ mẹ lo lắng, nhưng mà bây giờ cũng gần 9 giờ tối. Mẹ hãy để cho chú ấy được nghỉ ngơi. Hôm nay chú ấy đi cả buổi chiều, chắc là chú ấy cũng mệt lắm. Hơn nữa trời tối như vậy mà mẹ bắt chú ấy đạp xe xuống nhà thầy xạ thì nguy hiểm lắm. Trời tối thế này chắc gì thấy đồng ý đến ngay. Theo con thì cứ chờ đến sáng mai." Người còn nói xong, bà Bể cũng thấy xui lòng, vì bà hiểu rằng thằng cả tuy còn nhỏ nhưng là đứa hiểu chuyện. Không còn chồng nữa nhưng có nó bà cũng an tâm. Thế mẹ lưỡng lự cả lại tiếp: "Mẹ cứ nghe con đi. Các cậu vẫn có câu là dục tốc bất đạt. Từ giờ đến sáng mai cũng chỉ còn vài tiếng, mẹ cố chờ. Giờ này mà mẹ sang tìm chú Biển cũng chỉ làm chú ấy lo lắng thôi, không khéo lại hỏng việc vì nôn nóng." Ngay đến đây thì bà Bể gật đầu đồng ý, bảo hai đứa con ra rào cổng lại rồi đi ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi bà chẳng thể nào ngủ được, vì trong lòng của bà còn nhiều lo lắng và sợ hãi, chỉ mong sao cho trời sáng thật nhanh. Gần sáng khi mà bà vừa mới chỉ chợp mắt được một lúc thì đã có người gọi cầm: "Chị Bể ơi, xem mở cửa, em đón thầy xã lên rồi." Bà Bể vội vàng chạy ra các mấy ngọn tre dùng để rào cẩm. "Ôi thầy lên sớm vậy, thật là quý hóa, mời thầy vào trong nhà." Thầy xã im lặng không nói gì, bởi cặp mắt còn đang chăm chăm hướng nhìn về con chó mực. Vội vã bước thật nhanh, lúc này thầy xã mới bảo: "Mới có gần 5 giờ sáng, chú em đây đã xuống đón tôi. Tôi biết là chuyện gấp cho nên lập tức lên đường đến đây. Hôm qua tôi gieo quả báo rằng sáng sớm nay sẽ có người đến tìm. Tôi biết chắc chắn có liên quan đến nhà chị, cho nên tôi đã chuẩn bị từ trước." Nghe thầy xã nhắc tới mình, lúc này chú Biển mới nhớ lại chuyện vừa rồi đi đón thầy. Chuyện là khi chú Biển đang cắm cúi đạp xe trên đường đất đầu làng để rẽ vào nhà thầy. Trên con đường mở hơi sương được chiếu sáng bởi ánh trăng hạ tuần. Đang mải miết đạp xe, bóng chú Biển khựng lại, vì chú vừa nhìn thấy một bóng đen thập thò gần gốc đa. Dừng xe lại, lấy tay dụi mắt nhìn cho rõ thì lại không thấy bóng đèn đó đâu nữa. Thế vậy chú Biển liền hỏi với cái giọng run rẩy:
Ai đây? Vừa dứt lời thì bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi tới làm lay động hàng cây bên đường, kèm theo đó một giọng nói khàn khàn. Là ta đây, hãy đến đây nào, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, sao giờ mới tới? Nghĩ là mình gặp phải thứ dữ cho nên là chú Biển vội vàng quay xe bỏ chạy, thì nghe tiếng cười khanh khách kèm với một giọng điệu mỉa mai. Đúng là cái đồ nhát chết, mới có thế mà đã co giò bỏ chạy rồi. Thôi lại đây, ta không dọa nữa, ta là thầy xạ đây, chẳng phải ngươi xuống đây để đón ta? Vừa dắt xe vừa cắm đầu bỏ chạy, để nỗi cái xe đầm va vào ổ gà, khiến bánh sau nảy lên cao khỏi mặt đường tuột cả xích. Cái vậy chú Biển dừng lại, dừng chân chống xuống quan sát rồi bảo. Ông nói thật chứ, ông đừng có lừa gạt tôi. Ta gạt ngươi làm gì? Không phải ngươi mò xuống đây từ sáng sớm để đón ta lên giải trừ tai họa cho gia đình các ngươi? Vừa tiến lại phía thầy xà, chú Biển vừa cố căng cặp mắt để nhìn cho thật rõ. Ồ, đúng là thầy Bao Xà. Còn lại thầy, thầy làm con hết cả hồn, con cứ từng gặp ma. Mà sao giọng của thầy lúc dọa con nghe ghê vậy, chả giống gì lúc này. Đã dọa thì phải dọa cho giống chứ hả? Thì cũng không ngờ anh lại nhát gan vậy đâu. Bình thường thì có lẽ con cũng không sợ đâu, nhưng mà dạo gần đây nhà con liên tiếp gặp họa nên con bị ảnh hưởng. Thôi thầy lại đây, con đèo thầy đi cho nhanh. Tiếng của bảo vệ cắt ngang dòng suy nghĩ của chú Biển. Dạ, mời thầy ngồi uống nước. Chú Biển ngồi đây tiếp nước cho thầy nhé, chị đi đánh răng rửa mặt. Dạ vâng ạ, chị cứ đi chuẩn bị đi, ở đây cứ giao cho em. Quay qua thầy xã, chú Biển liền nói. Mời thầy uống nước, chờ chỉ còn một lát rồi chúng ta còn bàn việc. Một lát sau, bà bể đi vào ngồi xuống bên cạnh chú Biển. Thầy xã lúc này liền hắng giọng. Bây giờ ta sẽ kê ra đây cho chị những thứ chị cần phải sắm sửa còn làm lễ, nhưng phải mua cho đủ đầy. Nếu thứ nào đó không có thì phải bảo ta thay bằng thứ khác. Đây, chị cầm tờ giấy này đi ra chợ, nhanh lên kẻo trễ. Cố gắng mua về càng sớm càng tốt, để sau 9 giờ sáng bắt đầu làm lễ ở nhà, sau đó ra mộ của nhà anh chị. Hôm nay tôi sẽ phải mở cửa mà để chị thần trùng. Thôi, cầm lấy đi cho sớm. Bà bể đưa hai tay ra đỡ lấy mảnh giấy thể xã đưa cho mình rồi bảo. Vâng ạ, chăm sự nhờ cảm vào thầy. Chị Biển ở đây tiếp thầy giúp chị. Bây giờ chị phải đi ra chợ ngay kẻo muộn. Chị sẽ bảo thằng cả đưa chị đi cho nhanh. Trong khi đợi cho bà bể đi sắm lễ, ở nhà thầy xã và chú Biển cùng nhau bàn bạc. Và chú Biển cũng sang để giúp đỡ anh chị của mình một tay. Cuối cùng thì mọi việc chuẩn bị đã xong. Đến giờ đã định, thầy xã bắt đầu ngồi làm lễ. Thầy cắm vào mỗi bát hương và đồ lễ cúng ba quê nhang rồi bắt đầu khấn. Còn lại thánh đi lại, còn lại thần đi qua, còn lại ma anh bể cũng là thần trùng thang, còn lại thiên lại địa, còn lại cỏ lại cây. Bớ cái nhà anh bể, sao anh lại dắt thần trùng về bắt người trong nhà? Hôm nay tôi sẽ làm lễ hóa giải căn trùng cho anh. Cứ sau mỗi câu thì thầy Bao Xà lại cúi đầu vái và gõ vào chiếc mõ đồng một cái. Bà bể cùng hai đứa con và vợ chồng chú Biển cũng vái theo thầy. Công việc ở nhà rồi cũng xong, mọi người lập tức chuẩn bị đồ lễ ra mộ của ông bể thắp hương. Ra đến nơi, mộ của ông bể lúc này có cây bắt đầu mọc lên, bên cạnh là mộ phần của thằng ba con út ông bể cũng nằm gần đó. Bà bể do đã được dặn dò từ trước nên bà đã phải kìm nén cơn xúc động, cô giấu nỗi đau và những giọt nước mắt vào trong. Bà Biển lấy vật xong, thầy già cũng bắt đầu làm lễ thắp hương giống như ở nhà. Chỉ có điều là lúc này cũng đã trưa nên thầy có chút đói bụng. Vừa làm lễ, mắt của thầy cứ dán vào con gà trống thiến luộc trên đĩa mà nuốt nước miếng ừng ực. Cái một tiếng sau hương cũng tàn, lúc này thầy xạ bảo. Mọi nghi lễ đã xong, giờ chắc mọi người cũng đói cho nên ta đi ăn đã. Hạ lễ xuống, ta cùng ăn rồi tiếp tục công việc. Chú Biển liền đáp. Cần cũng chưa đói lắm, thầy vào mọi người cân trước đi, lát con ăn sau. Cần làm những gì thì cứ bảo con thầy nhé. Vậy thì chờ xếp gọn những đồ lễ này, sau đó nhà anh đào mộ anh bể lên. Cứ bình tĩnh thôi, không cần phải gấp, mệt thì có thể thay phiên nhau. Vậy là trong khi mọi người ngồi ăn trưa thì một mình chú Biển bắt tay vào việc đào bới mộ của anh trai.
Mặc dù là tiết trời mùa hè, may mắn thay buổi trưa hôm ấy trời không nắng, thay vào đó là một buổi trưa râm mát lạ thường. Sau khi mọi người ăn xong thì cùng bắt tay vào việc để Trúc Biển nghỉ ngơi một lát. Mộ của ông bể do mới đựng đắp gần 2 tháng cho nên vẫn chưa kịp liền thổ. Khi đào lên vẫn còn khá mềm, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng thằng Cả la lên: "Thầy với chú Biển lại xem này, hình như là càng đầu sâu xuống thì đất lại càng ướt thì phải, có điều gì đó lạ lắm." Với tay bốc nắm đất vừa được xúc từ dưới huyệt mộ lên, đoàn thầy xã lúc này gập bụng nôn khan. Mọi người lúc này cũng đồng loạt chạy ra khỏi khu mộ đang đào bới, bởi vì một mùi hôi thối khủng khiếp bắt đầu phát ra từ dưới huyệt. Khi mà thằng Cả vừa xúc xẻng đất kia lên, nước màu đen dưới huyệt cũng bắt đầu sủi lên đúng vị trí xẻng đất vừa được xúc. Cố gắng lấy tay bịt mũi, đồng thời tiến lại huyệt mộ để xem xét tình hình, chú Biển liền thốt lên: "Không thể nào, một mộ này được chôn ở chân đồi, cao hơn cánh đồng gần chục mét, làm sao lại có nước được chứ?" Lúc mọi người đào huyệt để chôn anh bể cũng hoàn toàn khô ráo mà bây giờ lại như vậy. Thầy già cũng tiến lại ngó qua rồi đáp: "Thì mộ của anh trai cậu có vấn đề, hiện tại linh hồn anh cậu đang bị thần trùng bắt, thế nên mới phải đào lên để diệt trùng. Ta nói không có sai mà." Trong lòng của thầy Bao Xã lúc này đắc ý lắm, bởi mọi việc đang diễn ra theo đúng ý muốn của lão. Lão lại tiếp: "Các người đã thấy tài của ta chưa? Ta mà nói gì là cấm có sai. Mọi việc diễn ra ở đây ta đều có dự liệu trước rồi. Chỉ có điều ta quên không dặn lại chị chủ mua ít hoa hồi. Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Chị hãy ra chợ mua vài cân hoa hồi với vỏ quế về nấu nước, rồi đem nước đó ra đây cho tôi." Bà bề liền thắc mắc hỏi: "Làm như vậy để làm gì hả thầy?" Thầy già lúc này liền tiếp: "Nước hoa hồi cùng với vỏ quế có mùi thơm rất dịu. Ta sẽ dùng nó để đổ xuống huyệt mộ, bởi vì dưới đó giờ đang bốc mùi rất hôi thối. Cứ để như vậy thật khó mà tiếp xúc được công việc. Vì vậy cho nên là cố gắng đun lấy nồi nước to, nhanh lên đấy." Chờ gần 2 tiếng cuối cùng cũng có nước hoa hồi để khử mùi hôi thối. Nhưng do phải cần một lượng nước hoa hồi khá lớn nên nước dưới huyệt lại càng đầy thêm, không thể xúc đất lên đường vì lóng bóng toàn nước. Mọi người lại phải xúc đất khô đổ xuống để bơm nước hút. Gần 5 giờ chiều chiếc quan tài chưa xác đựng ông bể cuối cùng cũng lộ ra. Bây giờ thầy xã mới bảo: "Thôi được rồi, mọi người hãy lên đi, đến phần việc của ta rồi." Chờ cho chú Biển và thằng Cả lên khỏi huyệt mộ, lúc này thầy xã mới cầm trên tay 5 lá bùa rồi nhảy xuống. Thầy dán mỗi cốc 1 chiếc lá bùa, lá còn lại thì vẽ một vòng tròn lên giữa quan tài rồi đặt lá bùa còn lại vào trong. Đứng cân vai một lúc rồi thầy châm lửa đốt lá bùa bên trong vòng tròn rồi lại nhảy lên khỏi huyệt rồi nói: "Mọi việc xong bây giờ hãy đắp đất lại đi. Từ giờ nhà anh chị có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, sẽ chẳng có thần trùng nào về bắt người nữa cả." Chú Biển liền đáp: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao thầy? Con tưởng phải phức tạp lắm." "Đó là anh tưởng thôi. Người không biết thì cứ nghĩ nó phức tạp và to tát. Còn ta đây cao tay ấn thì mọi việc đối với ta đơn giản, không có gì làm khó ta được cả. Hơn nữa mấu chốt là ở những lá bùa kia. Để làm ra được chúng nó mới khó, không phải ai cũng làm ra được đâu. Nếu ai cũng làm được thì làm gì có cái chuyện như hôm nay. Ta là điều khác biệt giữa chúng ta. Thôi lấp đất nhanh lên để về còn nghỉ ngơi, ta đói bụng lắm rồi." Tối hôm sau, cơn mưa to mùa hè kéo đến, kèm theo sấm chớp nổ liên hồi. Thằng Cả đang ngồi ăn cơm cùng mẹ và thằng Hai thế vậy thì liền nói với mẹ vẻ vui mừng: "Đã mấy tháng nay rồi không có được trận mưa nào to như vậy mẹ nhỉ?" "Dạo này lâu nay không có mưa cho nên trời oi bức nóng nực quá. Cơ may là việc làm lại mộ cho bố con đã xong, chứ không đang làm mà mưa thế này thì chết con ạ." "Mẹ ơi, mưa to thế này chắc là cá nó ngược dòng nước chảy nhiều lắm, còn chưa kể ếch với cua nó cũng mò ra khỏi hang. Mẹ cho con đi soi ếch nha." Đã lâu không có được bữa cá nào, hơn nữa nghe thấy con trai nói có lý, bà bề liền gật đầu rồi bảo: "Ăn cho xong bữa rồi đi, chờ trời tạnh ráo đi đâu thì đi, chứ đang mưa thế này nguy hiểm lắm con ạ."
Thằng hai lúc này cũng ngồi ăn chẳng nói câu nào. Thế mẹ nói như vậy nó liền bảo: cho con đi nữa mẹ nhé, cả cũng muốn đi cùng anh cả. Anh cả cho em theo với. Cả liền đáp: thôi mày ở nhà với mẹ đi, một mình anh đi là được rồi. Hơn nữa nhà chỉ có mỗi cái đèn pin, cơ mày đi chỉ thêm vướng chân thôi. Nghe anh cả nói như vậy, thằng hai chỉ biết ngồi im, bởi vì nó thấy những lời anh nó nói là hợp lý. Cơm nước xong xuôi trời lúc này cũng đã tạnh, ánh trăng bắt đầu lấp ló sau những áng mây thưa thớt. Trời vừa mưa xong cho nên là không khí lúc này dễ chịu. Cả vội vàng cầm đèn pin và đeo giò để đi bắt cua bắt cá. Đêm đã khuya, bà bể như thường lệ đi ngủ vẫn còn mở cửa sổ cho mát, thì bất ngờ một cơn gió lạnh buốt luồn qua cửa sổ tới giường bà đang nằm. Vội tỉnh giấc đi ra khép cửa sổ, bà bể bỗng la toáng lên: cơm à, có ai không, giúp tôi với. Thằng hai đang nằm ngồi trong phòng bên cạnh giật mình vì nghe thấy mẹ la quá lớn, vội vàng chạy sang thở hổn hển rồi hỏi: mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Con nghe tiếng mẹ la lớn quá, mẹ lại gặp ác mộng sao mẹ? Bà bể lúc này liền hỏi thằng hai với một giọng đầy run rẩy: hai đây hả con? Anh còn đi soi ếch đã về chưa? Anh ấy đi vẫn chưa về. Con chờ anh ấy về để xem có bắt được con gì không, mà chờ mãi không thấy anh về. Buồn ngủ quá cho nên con đi ngủ từ nãy đến giờ. Thì thấy mẹ la quá con liền chạy sang đây. Thì cái bóng lúc đấy mẹ thấy ở ngoài cửa sổ là đứa nào? Mẹ tưởng là nó đứng ở đó. Nói xong bà bể liền dẫn thằng hai ra ngoài, lại gần chỗ cửa sổ phòng ngủ. Ngay chỗ gốc chuối mà bà nhìn sang thấy cái bóng kia nãy. Cô ngồi xuống soi xét thêm có dấu vết gì không, đoạn ngẩng đầu lên bà để nói với thằng hai: hai à, có thể xem quanh đây có chỗ nào có dấu vết của việc nước bị rơi rớt không? Vì bà nãy rõ ràng mẹ thấy có cái bóng trắng nhìn giống hệt thằng cả, nó đứng ngay ở gốc chuối này này. Xe anh chăng mẹ thấy mặt của nó đen lắm, chỉ mỗi hàm răng trắng muốt đang nhe ra cười với mẹ. Đầu tóc của nó ướt sũng, còn đang bít lại mà. Con thử nhìn mà xem có thấy gì không. Mẹ lại linh cảm là có chuyện chẳng lành rồi con ạ. Thằng hai theo lời cậu mẹ cũng cố gắng nhìn ngó chung quanh, rồi bất chợt nó liền hỏi mẹ: nhưng mà mẹ ơi, chẳng phải nhà mình đã mời thầy về giải trùng hôm qua? Chắc anh cả bắt được nhiều cua cá cho nên ham ở lại đến giờ chưa có về. Hay là con với mẹ ra đồng tìm thử, trăng sáng thế này chắc không cần đèn pin đâu mẹ ạ. Thế là hai mẹ con liền kéo nhau ra đồng để tìm kiếm thằng cả. Mỗi người đi theo một hướng, nhưng đi mãi mà chẳng thấy tung tích con đâu. Bà bề liền ngồi cục xuống rồi khóc: cả ơi, con đang ở đâu? Sao con bảo là ra đồng bắt cua mà giờ này con vẫn không chịu về nhà? Con làm cho mẹ lo lắng lắm, con có biết không? Đang ngồi khóc thì bỗng bà nghe tiếng là thất thanh của thằng hai: mẹ ơi, lại đây xem này, ghê quá nữa mẹ ơi. Vừa gọi mẹ, thằng hai vì sợ quá mà chạy vội lại phía mẹ nó đang ngồi. Bà bé nghe vậy thì lập tức đứng dậy chạy ra. Vừa chạy bà vừa hớt hải hỏi: có chuyện gì vậy con, sao la lớn vậy? Đứng chờ mẹ chạy lại phía của mình, đoàn chỉ tay về cái ao nằm sát cánh đầm. Thằng hai liền bảo: đằng kia có xác người, cái xác ấy lập lờ dưới mặt ao đó mẹ, ghê quá đó mẹ. Nghe thằng con nói như vậy, bà bể liền nghĩ đến ngay đứa con của mình. Bà vừa chạy lại cái ao, bà vừa kêu la: trời đất ơi con tôi, sao lại như vậy chứ? Là đến nơi, bà không tin vào mắt của mình, vì dưới cái ao xác người đang lập lờ ở đó chính là đứa con trai mà bà đang tìm kiếm. Lập tức bà liền kêu lên: ôi làng nước ơi, có ai không cứu con tôi, nó bị đuối nước đi mà. Tiếng kêu quá lớn của bà bể làm cho mấy nhà gần đó thức dậy, đồng thời tiếng chó sủa inh ỏi vang lên khắp nhà. Mà lát sau mọi người cầm đèn chạy đến tập trung về phía bà bể đang kêu gào. Một người liền hoảng hốt hỏi: chuyện gì mãi kêu gào lớn vậy? Đáp lại ông Khả, bà bể trả lời trong tiếng nức nghẹn ngào: bác Khả à, là tôi đây. Xin bác Khả cùng mọi người hãy giúp nhà tôi, con trai tôi nó bị đuối nước ở dưới kia. Ông Khả cùng mọi người soi đèn về hướng bà bể chỉ, rồi kêu toáng lên: trời đất ơi, đúng là trời hại nhà này rồi. Cả ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Lập tức một người trong nhóm nhảy xuống ao vớt xác của thằng cả lên, rồi tiếp tục vài người nữa cũng nhảy xuống để hỗ trợ. Cả làng Kim Thanh được một đêm không ngủ, ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của bà bể. Cả nhà năm người bây giờ chỉ còn hai mẹ con.
Nếu cứ như vậy thì tính mạng của họ cũng như là mảnh chỉ treo chuông. Xác của thằng cả được vớt lên cũng không được đem về nhà, mà đem luôn ra nghĩa địa để chôn. Bà bề lại phải chứng kiến đứa con thân yêu của mình ra đi, chết đi sống lại mấy lần. Nước mắt của bà giờ đây không còn để khóc nữa. Bà cứ như là một cái xác không hồn, đầu tóc rũ rượi, mồm liên tục gọi con. Mấy người hàng xóm súng lại thay nhau chăm sóc, vì sợ rằng bà túng quẫn mà làm điều dại dột. Chú Biển cùng mọi người đưa xác của cả ra nghĩa địa để an táng. Một của cả được đào gần với mộ của ông bề và thằng ba. Nhìn bằng ngôi mộ của ba bố con được chôn cạnh nhau, trong lòng của chú Biển đau như cắt. Hai hôm sau khi mọi việc cũng đã xong, mấy người đến nhà của lão thì may quá lúc này lão cũng đang ở nhà. Lão đang ngồi ăn giờ bữa sáng. Chú Biển nhìn thấy con gà luộc đang xé dở kèm chai rượu đã vơi đi khá nhiều. Lão nhìn thấy chú Biển thì há hốc mồm ngạc nhiên. Miệng thịt gà nhai dở còn vương cả ra ngoài mép. Chú Biển thấy vậy thì liền lao lại túm cổ áo lôi dậy và chửi. Mẹ thằng chó này, mày bảo là mày mở cửa mà chị thần trùng nhà tao. Từ giờ nhà tao chỉ có việc kê cao gối để ngủ. Thế mà hôm nay cháu tao lại chết. Thế là thế nào hả thằng chó? Mày lừa bố mày có phải không? Lão bao sợ sợ tái cả mặt nhưng vẫn nói cứng. Ấy, anh bình tĩnh. Đúng là tôi đã chỉ thần trùng cho nhà anh. Thằng cháu anh chết có lẽ là do nó tới số. Cái thằng chó này. Mày lại bảo cho tao tới số hả? Tao thì tao... Vì quá tức giận chú Biển chỉ nói được như vậy. Thế như vậy một người bạn của chú tên Tâm liền quát. Anh Biển, nói nhiều với nó làm gì? Anh cứ để đó cho tôi. Nói đoạn chú Tâm liền chạy lại đưa chú Biển ngồi xuống chỉ tay vào mặt của lão bao xả. Hôm nay mày cũng tới số như cháu của tao. Tay trái của chú Tâm tóm lấy cổ áo của lão xả, tay phải vung lên giáng liên tiếp mấy cú đấm vào mồm vào mặt của lão. Vừa đấm chú Tâm vừa bảo, này thì tới số, này thì tới số này. Những cú đấm như trời giáng làm gãy ba cái răng của lão, mặt cũng bị tím bầm chảy máu nhếch nhác. Chú Tâm lại tiếp, hôm nay mà mày không khai ra, mày đã lừa anh chị tao như thế nào thì mày cứ liệu đó, đây chỉ là khởi đầu dành cho mày thôi. Vẫn còn quá chóng váng vì bị ăn đòn, lão xạ liền lắp bắp. Em xin các anh thả cho em sẽ khai. Nói mau, mày lừa anh chị tao thế nào? Bao nhiêu tiền của anh chị tao mày để đâu? Hôm nay mày không trả lời thì mày xác định đi là vừa đứa con. Vừa nói chú Tâm vừa vung nắm đấm lên. Lão bao xạ thế vậy vội che tay mặt lại rồi bảo, các anh từ từ để cho em thở rồi em nói. Ta cho mày 5 phút để bình tĩnh. Mày mà giờ chó được có trách. Ngồi thở một lúc cũng là để cho bớt đau, lão bao xạ bắt đầu kể. Em nghe mọi người kể làng bên, cụ thể là nhà chị bể của chồng chị chết ở dưới giếng mấy ngày rồi phát hiện. Sau đó lại đến đứa con trai đuối nước, em tìm cách đến để lừa tiền. Mày lừa chị tao thế nào? Nói. Dạ, đầu tiên em dọa là nhà này bị trùng tang, sẽ còn chết người nữa. Nếu như không giải trùng, em đi ra cây giếng bảo rằng để âm khí rất nặng, nhân cơ hội chị bể không để ý. Em đã bỏ thuốc cây ảo giác vào cây lùi chứa nước để nấu ăn. Thuốc này khi ăn hoặc uống sẽ phải làm cho người ta ngủ, toàn gặp thấy ác mộng linh tinh thương à. Thế còn hai cái lá bùa mày dán trên di ảnh là thế nào? Dạ, hai cái lá bùa đó cũng là đồ giả. Lá bùa dán trên ảnh anh bể thì được tẩm nhựa cây chuối tây rồi để trong túi kín. Khi lấy ra ngoài không khí nó sẽ tự chuyển sang màu đen. Ngày đến đây thì chú Biển lúc này không giữ được bình tĩnh mà chạy lại túm áo của lão bao xạ rồi chửi. Mẹ thằng chó, nhà người ta đã lâm vào cảnh khốn cùng như thế này, mày còn làm cái chuyện xấu xa. Hôm nay tao phải cho mày một trận nên thân. Ấy, em xin các anh tha cho em. Em xin hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã lừa. Nhưng số tiền đó em tiêu hết 10.000. Mà các anh thư chậm ít bữa em trả lại. Cái gì? Có mấy hôm mày đã tiêu hết 10.000? Mẹ nhà mày đúng là cái đồ ăn tàn phá hại. Nghe chú Biển nói, chú Tâm bực mình rồi quát. Anh Biển, nói làm gì nhiều, để nó cho em. Em cho nó một trận nữa, khi nào nó nôn đủ số tiền ra thì mình mới thôi. Lão xã lúc này liền kêu lên, xin các anh nhẹ tay, em xin hoàn trả lại đủ số tiền. Nơi đoàn lão bảo xã liền chạy tới mở tủ lấy số tiền rồi run rẩy đưa cho chú Biển rồi bảo, Đây là số tiền em đã lừa của anh chị. Em đã tiêu mất 1.000, còn lại 49.000 thôi. Số tiền còn thiếu vài ngày nữa em sẽ đem trả tận nơi. Mong các anh bỏ qua. Thôi được,
Tao cho mày hạn 10 ngày phải đem trả nốt số còn lại, nếu không mày đừng có trách. Nói xong, Trúc Biển cùng mấy người bạn ra về. Về đến nhà bà Bể, Trúc Biển đưa tiền cho chị dâu rồi bảo: "Chị à, đây là số tiền mà tên khốn kiếp Bao Xã đã lừa chị em mình. Chị cầm lấy cất nó đi phòng những lúc cần." "Chị cảm ơn các chú, nhưng mà bây giờ chồng con chị đã chết, chị còn cầm số tiền để làm gì chứ?" "Kể chị, chị đừng nói vậy. Anh và hai đứa đã chết, nhưng chị vẫn còn thằng hai cơ mà. Chị cố gắng lên mà còn lo cho nó chứ. Người chết không thể sống lại, nhưng mà còn người sống thì vẫn phải lo. Chị hãy vì chính chị và thằng hai mà cố gắng lên. Có khó khăn gì chị cứ nói với em, nếu giúp được em sẽ cố gắng hết sức của mình." Nói đến đây, Trúc Biển cũng sụt sùi nước mắt. Bà Bể thấy vậy thì đáp lại bằng giọng đầy run rẩy: "Chị cảm ơn chú Thím nhiều lắm. Nếu không có chú Thím thì chị cũng chẳng biết phải làm sao nữa cả." "Kể chị đừng nói như vậy. Chúng ta là người một nhà, em không giúp anh chị thì giúp ai? Ngài Tấn vẫn bảo xảy cha còn chú. Em là chú của thằng hai nên em phải có trách nhiệm, chị phải cố lên." "Chị sẽ cố, chú cứ yên tâm." Mấy hôm sau, một vị sư thầy đi ngang qua làng Kim Thanh, dừng chân bên cổng nhà bà Bể hóc mát, lấy tay phe phẩy chiếc quạt mo cho đỡ nóng. Đoàn quan sát thật kỹ chỗ cây giếng làng đang bị săn lấp dở. Vị sư thầy liền cảm thán: "Giếng đã bị phá, hai con vật dùng để chấn điểm long mạch của làng đã thoát ra. Một con bị giết, con còn lại đang điên cuồng tìm cách báo thù. Nếu không nhanh làm lễ hóa giải thì đàn ông của đảng này sẽ dần chết hết." Nói xong, thầy liền đứng dậy rồi tiến vào nhà bà Bể. Và đến cổng, thầy liền gọi: "Có ai ở nhà không?" Lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa. Bà Bể nghe thấy như vậy liền gọi chạy ra xem rồi nói: "Dạ thưa ông, đây là... tôi là một nhà sư đang đi khất thực qua làng này vì nóng quá mà lên đây xin chút nước uống thưa bà." Nghe thấy, bà Bể liền vui vẻ mời nhà sư vào trong nhà rồi bảo: "Phải xin mời thầy vào nhà nghỉ ngơi cho mát. Thầy chờ một chút chứ tôi sẽ lấy nước cho thầy." "Xin cảm ơn bà." Vừa vào đến nhà chưa kịp ngồi xuống, sư thầy lấy di ảnh và bắp bát hương của ba bố con ông Bể. Nhang vẫn còn được thắp hàng ngày, sư thầy liền thở dài: "Đúng là vì vài mét đất nên có cớ sự này. Tôi thật rất đấy làm tiếc thưa bà." "Dạ, thầy nói gì tôi không hiểu." Nhà sư ôn tồn rồi bảo: "Chuyện bắt đầu xảy ra từ lúc chị săn lấp cây giếng dưới kia có phải không? Đang săn lấp thì nhà chị thấy một con cá lạ liền bắt về lề đầm thịt. Sau đó thì nhà chị liên tiếp mất người. Ngày nào nhà chị chết cũng liên quan đến nước, tôi nói không sai chứ?" "Dạ, quả đúng như vậy. Nhưng sao thầy biết?" Nhà sư lại tiếp tục: "Con cá đó là thạch long, người ta dùng nó chấn điểm long mạch của làng này. Chúng có một cặp hai con, một con đã bị nhà chị ăn thịt, con còn lại đang tìm cách báo thù. Đầu tiên nó sẽ ngắm vào những người đàn ông trong nhà của chị, sau đó là đến những người đàn ông của làng. Nó giết hết đàn ông cho đến khi không còn một ai." Vốn dĩ lúc đầu khi thấy nhà sư nói về chuyện này, bà Bể không tin, nghĩ rằng lại có kẻ tìm cách lừa đảo mình. Cái gương của lão Bao Xạ còn sờ sờ ra đó. Thế nhưng khi nghĩ kỹ lại, rõ ràng là khi lấp cái giếng, ông Bể có bắt được con cá lạ. Mà chuyện này thì chỉ có một mình nhà bà biết. Nhà bà không hề nói với ai, mà sư thầy lại biết. Cho nên bà Bể liền tin ngay lời của sư thầy. Bà liền hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy?" "Chuyện này rất là hệ trọng. Bà hãy gọi bác trưởng làng đến đây, ta có chuyện muốn nói." Chờ một lúc thì cụ Vả và các cụ hương thân trong làng cũng tới. Sư thầy liền nói rõ mọi người cùng nghe. Cuối cùng mọi người đều thống nhất sẽ làm theo lời của sư thầy. "Giếng làng đang bị săn lấp dở, bây giờ chúng ta phải tập trung săn bằng luôn khoảng đất ấy. Rồi sau đó một cái miếu sẽ lên đó để làm miếu thờ. Miếu không cần quá to, chỉ 1 mét vuông là đủ. Trên nền của miếu phải nhớ có hình vẽ bát quái. Mọi người cố gắng nhanh lên. Chúng ta có thời hạn 5 ngày. 5 ngày nữa là đúng ngày ngọ, tháng ngọ, năm ngọ. Đúng 12 giờ trưa ta bắt đầu làm lễ." "12 giờ trưa cũng là giờ ngọ phải không thầy?" "Đúng vậy. Để hàn thổ long mạch ta sẽ làm lễ vào giờ ngọ, ngày ngọ, tháng ngọ và năm ngọ. Bởi con ngựa mang hành hỏa, hỏa sẽ sinh thổ cho nên ta sẽ làm vào ngày đó." Vậy là mọi người gấp rút làm việc sư thầy yêu cầu.
Về phần sư thầy vừa hướng dẫn mọi người xây miếu, ông vừa dùng dây mây để đan hình một con cá, giống con cá đã bị ông bể bắt được. Sau đó sư thầy lấy giấy vàng của nhà Phật dán quanh hình con cá vừa được đan xong. Dán xong thì bắt đầu vẽ hình mắt mũi miệng. Việc cuối cùng cũng đã xong, giờ làm lễ cũng tới. Sư thầy châm năm ngọn nến rồi xếp thành hình ngôi sao ở trong lòng miếu. Đầu của ngôi sao cũng chính là vị trí đặt bát hương. Ở trung tâm của ngôi sao thể giải nắm đất. Nắm đất này được lấy ở ngã năm và được đem lên chùa làm phép. Sau đó thầy đặt con cá mà thầy đã dán lên trên nắm đất rồi bắt đầu làm lễ. Thầy làm lễ liên tiếp 3 tiếng ở dưới cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa mùa hè. Thế vậy mọi người lại hỏi nhau đi lấy lá cọ để che nắng cho thầy. Mọi việc xong xuôi sư thầy liền dặn. Mọi người phải nhớ là cái miếu này không được phá bỏ hay là chuyển vị trí. Và hàng năm cứ vào ngày này thì phải sắm sửa lễ vật mà thắp hương ở miếu này. Bài khấn lễ vật phải sắm cho ta ghi ra giấy cho mọi người để sau này còn biết mà làm theo. Cô Vạn liền hỏi. Ghi ra giấy thì có thể sẽ bị mất chữ hoặc là gìn giữ không cẩn thận có thể làm hỏng. Chúng tôi có thể làm một cây bia ở quanh khu vực khuôn viên miếu được không? Đó là một ý rất hay. Nếu làm bia thì sẽ lưu giữ đựng cho con cháu về sau. Và nếu sau này cây miếu có bị hư hỏng cũ nát, mọi người nhớ là phải sửa sang lại. Nhất là cái hình bát quái dưới nền miếu, không được để cho nó mờ quá đâu. Hãy thường xuyên quét dọn lau chùi cho sạch. Còn bây giờ ta sẽ ghi bài cúng ra giấy và những lễ vật cần chuẩn bị thắp hương hàng năm. Mọi người cứ theo đó mà khắc. Nét đoạn sư thầy liền lấy giấy bút ra viết bài cúng. Nét chữ của thầy vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển. Cuối cùng bên dưới bài cúng có đề bút danh Tuệ Minh. Thế vậy cụ Vả liền nói. Thật là sơ suất quá. Thầy ở đây giúp dân làng đã lâu mà chúng tôi quên lại không có hỏi pháp danh của thầy. Xin thầy bỏ qua cho. Thầy Tuệ Minh liền đáp. Không có sao. Ta ở đây cũng được người dân đối đãi rất tốt. Hãy nhớ sau này việc quan trọng là phải chăm lo cái miếu cho cẩn thận. Việc đã xong, bây giờ ta phải đi rồi. Dân làng thế vậy thì chuẩn bị tiền và chút thức ăn biếu thầy làm lộ phí đi đường. Nhưng thầy Tuệ Minh không nhận. Thầy chỉ nhận mấy củ khoai luộng và cho vào tay nải rồi mỉm cười lên đường. Kể từ đó thì sự bình yên đã trở lại với làng Kim Thanh. Bà Bể giờ đã gần 70 tuổi sống cùng anh hai, người con còn lại của bà. Nhà cửa đã khang trang nhưng cái miếu thờ thì vẫn còn ngay bên cạnh cái cổng nhà bà. Hàng ngày bà vẫn dọn dẹp lau chùi nó cẩn thận. Trên tấm bia được khắc bài cúng nổi bật lên hai chữ vàng Tuệ Minh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.